hết lòng thành kính làm lễ pha bao và tăng bao của các vị chánh biên chỉ ấy, do sự lễ bái cung dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biên chỉ mà những điều rủi ro và sự tai hại thay đều diệt tận. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con đã hoàn thành xong phần lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy Bát Quan Trai Giới hồi hướng và sám hối. Con xin phép được dâng mất bên ngài Trí Đức, bởi vì hôm nay ngài Pháp Thanh bị bệnh cho nên không vào đạo tràng. Con xin dâng mất bên ngài Trí Đức để ngài điều hành buổi học ngày hôm nay ạ. À, con kính dâng mất bên ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Hàng kinh lễ Đại Đức Phật Thạnh, Đại Đức Phật Giang. Xin chào cô tu nữ Như Pháp. Xin chào sư pháp nguồn Lào Cai. Đạo hữu vô minh hạnh, sư quyến mộng. Sư Mê Ta, đạo hữu Karuna, sư Kỳ Lâm, sư Như Quang. Âm thanh nghe rõ ha. Rồi, xà thủ, xà thủ. Hôm nay ngài Pháp Thanh có báo cho chúng tôi biết là sức khỏe không được tốt, bị cảm, nhưng mà không biết cảm vì mưa nắng hay là cảm vì Covid không biết nữa. Vậy thì hôm nay chúng ta sinh hoạt tùy duyên ha. Trong vấn đề tùy duyên có chủ đề hôm nay là ngày rằm tháng 6, một ngày rất là quan trọng với năm ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là kỷ niệm Đức Bồ Tát giáng trần. Ý nghĩa thứ hai, Đức Bồ Tát xuất gia. Ý nghĩa thứ ba, Đức Phật chuyển pháp luân. Ý nghĩa thứ tư, Tăng Bảo được hình thành. Và ý nghĩa thứ năm, Chư Tăng an cư kiết hạ. Đây là năm cái đề tài để cho chúng ta sinh hoạt ngày hôm nay. Với năm đề tài này, quý vị nào cảm thấy âm thanh tốt thì cứ đưa tay lên chia sẻ. Còn cảm thấy rằng âm thanh không được tốt thì có thể test chat lên để bổ sung ý kiến, sự hiểu biết của mình về Đức Bồ Tát giáng trần, Đức Bồ Tát xuất gia hay là bài kinh chuyển pháp luân hay là tăng bảo hình thành và chư tăng an cư kiết hạ. Đây là năm điều ha quý vị nhớ để chúng ta sinh hoạt trong ngày hôm nay. Cái đề tài hơi rộng, mong rằng sự hiểu biết của quý vị sẽ đóng góp cho cái ngày rằm tháng 6 có ý nghĩa. Bây giờ trong năm cái đề tài này, quý vị thấy đề tài nào là quan trọng nhất? Bồ Tát giáng trần, Bồ Tát xuất gia, Đức Phật chuyển pháp luân, Tăng Bảo được hình thành, Chư Tăng an cư kiết hạ. Trong năm điều này thì quý vị thấy điều nào quan trọng nhất? Quý vị có thể đưa lên năm vấn đề này ha. Rồi chúng ta sẽ sinh hoạt trong cái chủ đề này. Mặc dù là tùy duyên. Tại sao Siết Mê Ta quan trọng mà tại sao Siết Mê Ta bỏ chạy rồi? Bận rồi ha. Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 nè, ngày Bồ Tát giáng trần, ngày Bồ Tát xuất gia, Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật ở đây nói rằng tăng bảo được hình thành ha. Chứ không phải là Đức Phật thể hiện song thông. Ngài Chư Tăng nguyện hạ an cư kiết hạ, Thích Như Quang hoan hỷ chỉnh lại giùm ha. Điều thứ tư tức là tăng bảo được hình thành, tức là bốn điều kia là đúng rồi, nhưng mà cái điều thứ tư ở đây nói lên cái vấn đề tăng bảo được hình thành. Alo, Thích Như Quang chỉnh lại giùm ha.
Quý vị nghe rõ ha. Xà tụ xịt nhiều vàng tuyệt vời. Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 với năm ý nghĩa này, chúng ta sinh hoạt xin lỗi mệt nghỉ luôn. Thay vì một đề tài, đây tới 5 đề tài luôn. Vậy thì trong 5 đề tài này, quý vị thấy đề tài nào quan trọng nhất? Alo, quý vị thấy đề tài nào quan trọng nhất? Quý vị có ý kiến? Có thể đưa tay, có thể text chat. Alo, thứ ba. Thứ ba, Đức Phật chuyển pháp luôn. Có ai đồng ý với thuyết pháp nguồn Lào Cai? Alo, alo, có ai đồng ý với thuyết pháp nguồn Lào Cai? Rồi, vậy là thuyết pháp nguồn Lào Cai thấy bị cô đơn rồi ha. Không ai hưởng ứng, chắc là sai ha. Chắc có lẽ là nó sai cho nên không ai hưởng ứng, đồng ý hay không đồng ý. Ấy khi phát nguồn Lào Cai cười trừ cho đỡ quê ha, không sao. Thật sự ra trong năm đề tài này thì đề tài thứ ba Đức Phật chuyển pháp luân quan trọng hơn bốn cái đề tài kia. Lý do nhờ có Đức Phật chuyển pháp luân cho nên tăng bảo mới được hình thành, chư tăng mới được an cư kiết hạ. Và cũng nhờ cái bài kinh chuyển pháp luân mà chúng ta mới biết được Đức Bồ Tát Giáng Trần là ai, Đức Bồ Tát xuất gia là ai. Đức Bồ Tát Giáng Trần chính là thiên tử sinh Tosita, và Đức Bồ Tát xuất gia chính là Đức Bồ Tát Siddhartha, Siddhartha. Cho nói rằng Đức Bồ Tát Giáng Trần cũng là Siddhartha, Siddhartha thì nghe không được. Mà Đức Bồ Tát xuất gia là nói rằng Đức Gotama đi xuất gia, nghe cũng không thông ha. Thì nhờ có Đức Phật chuyển pháp luân chúng ta mới hiểu được bốn cái đề tài kia, bốn ý nghĩa kia. Rồi hôm nay chúng ta để đi sâu vào bài kinh chuyển pháp luân ha, để thấy cái ý nghĩa cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết ra, đó là bài kinh chuyển pháp luân. Quý vị chú ý lắng nghe ha. Evam me sutang ekang samayang phakavva paranasi yang viharati isi patta nemi gadaye tatakku phakavva panchak vakkiye pikku mante si. Chúng tôi muốn đọc một phần Pali, một phần nghĩa Việt ha. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại Lục Uyển ở rừng Isipatana gần thành Paranasi, Đức Phật giảng cho năm vị tỳ kheo nghe như vậy. Đề mê phê khá huê anh ta bập bà chi tê na na se vi tập ba yo cha dân ca mê su ca ma su khan li ca nuk yo go hi no gam mô bô thut cha ni po anari yo anat tha san hi tôm yo cha dân anh ta ki lạc mặt tha dân nuk yo go đục khô anari yo anat tha san hi tôm. Này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh. Một là lợi dưỡng vốn hạ liệt, tục lụy, phàm phu, không thánh thiện, không lợi lạc. Hai là khổ hạnh cũng không thánh thiện, không lợi lạc, lại khổ đau. Ê tê tê phịt khá quê u phô anh tê anh u phật gầm ma mạch chị ma bất kỳ quả đá ta tha gác tê na phi xâm bút thô chắc
Ukarani nha na karani upasama ya pinya ya sambo tha ya nibbana ya sangwat tati. Từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thực hành trung đạo, chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, tình trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Các tập ma chát xa phi khá quê mạch chí ma bất kỳ phát đà tất thả gà tê na e phi xâm vô tha chắc phu khá rạch ni nha na khá rạch ni u bá sá ma ya phi nha ya xâm vô tha ya ni bá na ya sang quát tất tí a ya mê vá a rì yô an thăng ghi cô mập vô say ya thi đăng xâm ma đi Thì Samma Sankappo Samma Vacca Samma Kammanto Samma Acivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Sammati Ayang Kho Sa Phikha Ve Machima Bhattipada Tathe Tatha Gatte Na Phi Sambuddha Chang Phukarani Nhana Karani Upasamaya apinyaya sambuddhaya nibbanaya sangvattati. Này các tỳ kheo, trung đạo đó là gì? Chính là thánh đạo tám chi ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là thánh đạo được Như Lai liễu ngộ với pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Y đằng khô văn phích ca quê đục khăn a ri dạ sạch chăng cha ti bi đục ca cha ra bi đục ca ma ra nằm bi đục khăn so ca pa ri đề qua đục ca đô ma na su ba ya sa bi đục ca âm bi dê hi sâm ba yô gô đục Khô bì dê hi vip phá vô gô đục khô yam bì chăng na la phá thị tâm bì đục khăng sân phích tệ na panh chú bà đa na khăn tha đục kham. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, ghét mà phải gần là khổ, thương mà phải xa là khổ, muốn không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Y đằng khô bánh áp phích khá quê đục khá sá mũ đa vô a ri ya sàn chân gia dân tanh ha bô nập phá quý cả nanh di ra gà hạ sá tá bạc tá tạc ra phí nanh di ni Sĩ và thi đăng ca ma thanh ha và qua tanh ha quý pháp hoạt tanh ha y đăng khô Bà na phi khá quê đốc khá ni rổ thô a ri ya sàn chăng vô Vô ta sa dê qua tanh ha ya phi a xê sa vi ra gà ni rổ thô cha gô Bà ti ni sạp gô mút ti a na la yô Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về nhân sanh khổ, khát ái dẫn đến tái sanh, hoan hỷ và tham lam, tầm cầu dục lạc đó đây, chính là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về diệt khổ, yếm đi đoạn diệt các dục, chấm dứt hệ lụy, không còn dư y, hoàn toàn giải thoát mọi thằng thúc. Y đăng khô bánh hạ phích khá quê đục khá ni rô gà mi ni bà ti bà đà a ri ya sàn chăng a ya mê wa a ri yô a thăng ghi cô mập gô say ya thi đăng Sâm ma đi thi sâm ma sẵn cầm bô sâm ma quá cha sâm ma cầm manh tô sâm ma a chi vô sâm ma quá gia mô sâm ma sa thi sâm ma sâm ma thi. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về con đường dẫn đến diệt khổ, chính là thánh đạo tám chi phần, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm,
và chánh định. Idam đục khăn ariya sát chánh ti mê phích khắc vệ bục bê ananu su tê su thầm mê su chân cung u đắc bà đi nha năng u đắc bà đi bánh nha u đắc bà đi quê cha u đắc bà đi a lô cô u đắc bà đi. Đây là sự thật về khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên có sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tăng khổ bất nhị đăng đục khăn ariya sanh chăng và rỉnh nhây danh thị mê phích tha quê bục bê ananu su tê su thẩm mê su chăng cung u đập bà đi nha năng u đập bà đi văn nha u đập bà đi quê cha u đập bà đi a lô cô u đập bà đi. Khổ đế cần được lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tăng khổ bà ni đăng đục khăn ariya sanh chăng bà rì nha tăng tị bê phích khá quê bốc bê ananu su tê su thẩm mê su chăng cung u đập bà đi nha năng u đập bà đi banh nha u đập bà đi huynh cha u đập bà đi a lô cô u đập bà đi. Khổ đế đã được lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Y đăng đúc khá sa mu đa vô a ri ya san chan ti mê phích ca quê bốc bê a na nô su tê su thẩm mê su chăng cung u đa pa đi nha năng u đa pa đi văn nha u đa pa đi huynh cha u đa pa đi a lô cô u đa pa đi. Đây là sự thật về nhân sanh khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tăng khổ bà ni đăng đúc khá sa mu đa vô a ri ya sanh chăng bà ha tóc bánh ti mê phích khá quê bốc bê a na nô su tê su thẩm mê su chăng khung u đa bà đi nha năng u đa bà đi bánh nha u đa bà đi huynh cha u đa bà đi a lô cô u đa bà đi. Tập đế cần được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tăng khổ bác ni đăng đục khá sa mu đa vô a ri ya sanh chăng bá hi nan ti mê phích khá quê bum bê a na nô su tê su thẩm mê su chăng cung u đa bà đi nha năng u đa bà đi phan nha u đa bà đi quýt cha u đa bà đi a lô cô u đa bà đi. Đập đế đã được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Y đăng đục khá ni rô thô a ri ya sanh chăn ti mê phích khá quê bốc bê a na nô su tê su thẩm mê su chăng cung u đa bà đi nha năng u đa bà đi banh nha u đa bà đi huynh cha u đa bà đi a lô cô u đa bà đi. Đây là sự thật về diệt khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tăng khổ bà ni đăng đục khá ni rô thô a ri ya sanh chăn ti sạch chi ca tập bánh ti mê phích khá quê bốc bê a na nô su tê su thẩm mê su chăng khung u đa bà đi nha năng u đa bà đi banh nha u đa bà đi huynh cha u đa bà đi a lô cô u đa bà đi. Diệt đế cần được chứng ngộ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.
tăng khô bá ni đăng đục khá ni rô thô a ri ya san chăng sa chi ca tăng thi mê phê ca quê bùm bê a na nu su tê su thẩm mê su chăng khung ô đa bà đi nha năng ô đa bà đi bánh nha ô đa bà đi quên cha ô đa bà đi a lô cô ô đa bà đi việc đế đã được chứng ngộ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Y đăng đục khá ni rô thác gà mi ni bà tì bà đà ri ya sàn chăn tí mê phình khá quê bùm bê a na nu su tê su thẩm mê su chăn khung Udapa di nyanang, udapa di panya, udapa di wincha, udapa di aloko, udapa di. Đây là sự thật về con đường diệt khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tăng khô bà ni đăng đục khá ni rô thác gà mi ni bà tì bà đà ri ya sàn chăng pha quê tập bành thí mê phê khá quê búp bê a na nô su tê su thẩm mê su chăng khung u đa bà đi nha năng u đa bà đi bành nha u đa bà đi quên cha u đa bà đi a lô cô u đa bà đi. Đạo đế cần được tu tập là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tăng khô bá ni đăng đục khá ni rô thác gà mi ni bà tì bà đà ri ya sàn chăn pha quê tập bánh thị mê phê khá quê bùm bê a na nô su tê su thẩm mê su chăn khung Udapa di nyanang, udapa di panya, udapa di wencha, udapa di aloko, udapa di. Đạo đế đã được tu tập là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Dạ hoa kỳ quanh các mê phình khá quê mê su chà tu su a ri ya sa chê su hệ quanh tì phá quý quách tăng đoà đắc xã ca răng giá thả phu tăng nha na đa sa năng na su quý su thăng á hô si. Này các vị kheo, cho đến khi nào bốn vị đế chưa được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển thì Như Lai không tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nệ quá ta quá hân phê khá quê sa đê quá kê lô kê sa ma ra kê sa phram ma kê san sa ma na phram ma ni ya bá cha ya sa đê quá ma nu sa ya anu ta răng sa ma sa mbô thiên a phi sa mbô thô bệnh chân nha sinh giá tô chắc khô mê phê khá quê y mê su cha tu su a ri ya san chê su e quăng tì bà a ri hoa tăng đoa sa ca răng giá tha phu tăng nha na đa sa năng su vi su thăng a hô si a tha hăng phình ca quê sa đê hoa kê lô kê sa ma ra kê sa phẩm ma kê san sa ma na phẩm ma ni ya bà cha ya sa đê hoa ma nu sa ya nô ta răng sa ma sa mbô thiên a vi sa mbô thô bà chánh nha sinh. Này các vị kheo, chính khi mà bốn diệu đế này được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển nên Như Lai tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nhà năng cha ba nam mê hạ sa năng u đắc ba đi ác cục ba mê vì một tỷ a dạp man tỷ ma cha tỷ năng tỷ đa ni phụ nắp pha vô tỷ
Idam na bố cha pha gạo wa an tâm na ban cha wa ki ya vi khu pha gạo to pha si tăng a vi nan dun ti mas minh cham pa na vay ya kar nas minh phan nhạc ma ne ayas ma to con dan nhà sa vi yang vi tâm ma lang tham ma cha kung u đắc ba di yang kinh chi samudaya thammang sabban tăng nirodha thammanti. Và nhận thức này khởi lên trong Như Lai, sự giải thoát của ta không lay chuyển, đây là kiếp chót, không còn luân hồi là nữa. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi giáo pháp được tuyên thuyết, tôn giả Côn Đanh Nhá khởi sanh pháp nhãn thanh tịnh vô cấu, hiểu rằng phàm vật gì do nhân tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị hoại diệt. Và quan thi tê chấp anh á hở câu quá ta thâm ma chất chê phụng ma đi qua san tâm núi xã quê sung. Khi Đức Phật diễn pháp luân này thì chư thiên trên địa cầu tán dương ca tụng. Ê tăng pháp cấu quả ta pa ra na si yang y si pa ta ne mi da ga ye anu ta răng tham ma chắc tăng bồ an ti tăng ap pa ti wat ti yang sa ma ne na wa pram ma na ne na wa de we na wa ma ne na wa pram mu na wa ye na chi wa lo kas min ti. Pháp luân vi diệu, những điều này chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất kỳ một người nào, dù là sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên. Nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển ở Isipatana gần thành Varanasi. Phụng ma năng đề hoa năng sa đăng su toa cha tum ma ha ra chi ca đề hoa sa đa ma nu sa quê chung cha tum ma ha ra chi ca năng đề hoa năng sa đăng su toa ta hoa tinh sa đề hoa sa đa ma nu sa quê chung ta hoa tinh sa năng hoa đề hoa năng sa đăng su toa ya ma đề hoa sa đa ma nu sa quê sung ya ma năng đề hoa năng sa đăng su toa đề tu sĩ ta đề hoa sa đa ma nu sa quê sung tu sĩ ta năng đề hoa năng sa đăng su toa niệm ma na ra tỷ đề hoa sa đa ma nu sa quê sung niệm ma na ra tỷ năng đề hoa năng sa đăng su toa pa niệm ni tập hoa sa vật ti đề hoa sa đà ma nu sa quê sung bát niệm bi tập hoa sa vật ti năng đề hoa năng sa đăng su toa vam ma di ca đề hoa sa đà ma nu sa quê sung. Được nghe như vậy, chư thiên có tứ đại thiên vương, có đau lợi, có dạ ma, có đau xuất, cõi hóa lạc, khác cõi tha hóa tự tại, cùng các cõi phạm thiên đồng thanh tán dương ca tụng. Ê tăng phật có quả ta pha ra na sĩ văn y sĩ phật tịnh hệ mi gắt đa dê anh nô ta răng thăm mắt chân trăng bà vạch tí tăng ấp bà tí vạch tí văn sa mà nê na qua prâm mà nê na qua đề quê na qua ma nê na qua prâm mu na qua kê na chi qua lô ca s minh tí. Pháp luân vi diệu, những điều này chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất kỳ một người nào, dù là sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên. Nay được Thế Tôn tuyên thuyết tại Lộc Uyển ở rừng Isipatana gần thành Varanasi. Iti ha te na khen ne na te nam hu te na ya wa pam ma lo ka san do am phuk ga cha ti a yan cha da sa sa ha si lo ka tha tu sang kam bi sa sam ba kam bi a sam ba we thi ap pa ma no cha u la ro o pa so ro ke ba tu da ho si a ti ka me cầm mắt mê quá đề hoa năng đề hoa nút phá quăng. Trong phút chốc cả 10.000 thế giới chấn động, một hồ quang vô lượng
vượt xa hào quang của chư thiên, chiếu diệu cùng khắp thế giới. A thắc khô phát cầu quá u đa năng u na đa nê si anh nha si và thắc khô con đan nhô anh nha si và thắc khô con đan nhô ti ti ha thị đăng a yas mắt tô con đan nha sa anh nha con đan nhô thế quả nhà năng a hồ si ti. Ngay lúc ấy Đức Phật lên tiếng: Con đan nha đã liễu ngộ, con đan nha đã liễu ngộ. Từ ấy tôn giả Côn Đanh Nhá được gọi là Anh Nha Côn Đanh Nhá. Bài kinh Chuyển Pháp Luân vừa được trình bày xong, và quý vị thấy ý nghĩa của bài kinh này đem lại cho chúng ta một sự nhận thức sung sướng quá cũng là một cực đoan, mà đau khổ quá cũng là một cực đoan. Vậy thì tránh hai cực đoan đó, đi theo con đường trung đạo, thì khi đó chúng ta mới thấy được khổ, tập, diệt, đạo. Đó là bốn sự thật. Mà cái người thấy được bốn sự thật đầu tiên đó là ai? Côn Đanh Nhã, tức là Ngài Kiều Trần Như. Và khi mà Ngài Kiều Trần Như xuất hiện thì cái đó cũng là căn bảo được hình thành. Vậy thì ở đây ý nghĩa của ngày rằm tháng 6, Đức Bồ Tát giáng trần, Đức Bồ Tát xuất gia, Đức Phật chuyển pháp luân, tăng bảo được hình thành và chư tăng được an cư kiết hạ. Năm cái đề tài này hôm nay chúng ta thảo luận, và ý nghĩa và kinh Chuyển Pháp Luân chúng tôi cũng đã đọc lên để quý vị tham khảo. Rồi bây giờ quý vị cứ cầm được micro thì quá tốt, để nói lên cái ý nghĩa 100 năm vấn đề này. Ai là người xung phong đầu tiên này? Còn nếu quý vị không cầm micro, đưa lên những ý tưởng bằng những cái dòng text chat, đó cũng là một điều hỗ trợ cho chúng tôi để được học hỏi. Quý vị cứ nghĩ rằng cái room này chúng tôi chẳng qua là viên gạch lót đường để cho quý vị bước vào cái ngưỡng cửa của chân lý, của sự thật, của giáo pháp. Chứ chúng tôi không phải là thầy, chúng tôi không phải là cái một ông thầy, nghĩa là tự xưng rằng sư hoặc là thầy nói thế này thế kia, không. Chúng tôi đến để học nơi quý vị, và chúng tôi chỉ là viên gạch rót đường để quý vị bước chân vào vườn hoa chánh pháp. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến thế nào về năm cái đề tài này? Bồ Tát giáng trần, Bồ Tát đó là ai? Bồ Tát xuất gia đó là ông nào? Đức Phật chuyển pháp luân, mà Đức Phật này là Phật nào? Tăng bảo được hình thành, rồi Ngài Duy Tăng nhập hạ. Rồi bây giờ xin quý vị biết được cái vấn đề nào, bổ sung thêm để ý nghĩa được trọn vẹn. Alo, alo. Cái ngày này, ngày thành lập tăng bảo, cũng như là cái ngày mà ngày pháp bảo, tức là cái bài chuyển pháp luân này cũng rất là quan trọng. Cho nên quý vị có ý kiến thế nào, quý vị cứ đưa lên ý kiến ha. Ngày này cũng là ngày mà Đức Phật thể hiện song thông. Thì nói rằng cái ngày này là ngày của tăng bảo, tức là thành lập giáo hội, tức là khi đó năm vị Kiều Trần Như xuất hiện thì có Đức Phật, giáo pháp và Chư Tăng. Ngày Tam Bảo xuất hiện trên thế gian, và cái ngày đó cũng là cái ngày mà chúng ta thấy rằng khi mà vừa thành đạo thì có hai người đến quy y Nhị Bảo, tức là ông Tapusa và Phanlika, hai ông thương nhân đến dân cơm gạo
bánh gạo nhá, à, dân Đức Phật. Thì ông ta quỳ đảnh lễ Đức Phật và Pháp Bảo, hồi đó chưa có Tăng Bảo. Nhưng mà Tăng Bảo xuất hiện, tức là khi mà năm anh em Kiều Trần Như chứng đắc thánh quả. Thì chúng ta cũng có thấy rằng cái ngày Tăng Bảo là ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm tháng Giêng đại hội Thánh Tăng đó, 1.250 vị A-la-hán đệ tử. Thì ngày rằm tháng Giêng cũng có thể nói là cái ngày của Tăng Bảo, bởi vì 1.250 vị không mời không thỉnh nghe Đức Phật giảng về Patimokkha, biệt biệt giải thoát thù thuộc giới. Thì cái ngày rằm tháng Giêng được một số chư tăng và Phật tử xem như là ngày Tăng Bảo. Thì cái ngày rằm tháng 6 cũng được gọi là ngày Pháp Bảo và ngày Tăng Bảo luôn. Thì bây giờ chúng ta thảo luận này, ai có ý kiến gì hay xin mời bàn tay của quý vị. Đề tài này rất là rộng, bởi vì chúng ta sống trong hoàn cảnh nào, trong thời gian nào mà chúng ta không biết cái ngày này là ngày gì ha. Ví dụ như bây giờ gặp mấy sư hoặc là quý vị là những người Phật tử lão thành đi, thuần thục, là coi như trong Phật giáo, mà người ta hỏi ngày rằm tháng 6 là ngày gì vậy chị ơi, ngày rằm tháng 6 là ngày gì vậy sư ơi. Rồi người ta nghĩ rằng ồ, cái ông này, cái bà này tu cái kiểu gì mà ngày rằm tháng 6 cũng không biết ý nghĩa là sao. Nói chuyện chắc quá kiểu đó là họ phi dễ. Cho nên chúng ta phải biết cái ngày này là ngày quan trọng đối với chư tăng, mà ngày này không lo trách nhiệm bổn phận của mình thì cái cũng tiêu luôn. Bởi vì sao? Ngày này ngày quan trọng, chư tăng nguyện nguyện hạ, mà bây giờ Đức Phật cho phép như vậy mà hôm nay lo đi chơi nữa thì tu theo cái kiểu gì đây? Trách nhiệm bổn phận mà Đức Phật đã dạy với ngài Ananda. Khi ngài Ananda hoang mang, sau này chư tăng biết làm cái gì đây, lấy ai mà tôn thờ khi mà Đức Phật chết đi rồi, nhập niết bàn. Thì cái lời dạy đối với ngài Ananda vẫn còn rõ ràng: Yo vô Ananda maya thammo cha de sito banyato so vô mamat cha ye na sát tha. Này Ananda, sau khi mà Như Lai nhập diệt, kinh và luật nào Như Lai đã thuyết giảng, chính kinh và luật đó là thầy của các người. Vậy thì ở đây trong năm cái vấn đề này, trong năm cái vấn đề này nó cũng nằm trong 84.000 pháp môn đã được lưu hành trong tạng luật này, rồi trong tạng kinh này. Vậy thì y cứ vào đó chúng ta thấy rằng thực hành theo lời dạy của Đức Phật, tức là chúng ta đã tôn kính bậc đạo sư, tức là thấy pháp là thấy Phật, mà thấy Phật là thấy pháp. Đức Phật đã dạy với ngài Quốc Cà Lý là như vậy. Thì bây giờ 84.000 pháp môn để lại, tức là Đức Phật vẫn còn hiện diện trước mắt chúng ta, chứ không phải nói rằng ngài nhập niết bàn là ngài đi luôn rồi. Chúng ta phải có một cái tấm lòng tôn kính. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề, quý vị hiểu về cái đề tài nào trong năm đề tài này, hoặc là bài kinh Chuyển Pháp Luân mà chúng tôi đã trình bày có những cái gì chúng ta cần phải tháo luôn. Alo, mời huynh hành pháp đi. Huynh hành pháp cũng hiểu biết về giáo pháp, cũng có chiều sâu chứ không phải không. Vậy thì huynh hành pháp nghĩ trong năm đề tài này, cái đề tài nào tâm đắc nhất,
Bà có ý kiến một trong năm đề tài này cũng được. Alo, quên là anh Pháp. Rồi, chạy đâu mất tiêu rồi. Đó, bàn tay đẹp gì mà đưa lên cũng chậm nữa, khổ quá. Dạ, con dâng kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ và toàn thể các tăng. Sư kêu con lên con cũng không biết nói gì. Thì năm cái ngày thì con ngày Bồ Tát giáng trần thì thấy là dạ, chúng sinh thì thường đi vào bằng cái nghiệp lực mà còn Bồ Tát thì họ đi bằng cái nguyện lực, tức là cái nguyện của họ có muốn, tức là chủ cũng làm chủ cái nghiệp của mình bằng cái ước nguyện của mình để mà đi xuống để vì cái mục đích gì đó. Dạ, vì muốn cứu giúp chúng sanh thoát khổ. Dạ. Rồi từ cái nguồn lực nó đưa đến cái ngày được đản sanh ra, rồi nó như cái ý nó nuôi dần dần cái ý tưởng, cái ý nguyện đã được huân tập bao đời bao kiếp, nó đến sự việc là xuất gia. Dạ. Rồi ngày xuất gia đi thi thành đạo thì được ngày chuyển pháp luân, là bắt đầu mở ra một cánh cửa phá tan cái chấp ngã, cửa giải thoát cho chúng sinh con đường bớt khổ. Tại đến đây thì khi thuyết pháp cho năm anh em thì được Kiều Trần Như thì lúc thì bắt đầu có tăng đoàn, thì và khai sinh ra một giáo hội. Từ đây là từ cái giáo hội này chính là nơi nương tựa của, là nơi truyền thừa giáo pháp và hướng dẫn cho tất cả chúng sinh từ thời Đức Phật cho đến mãi sau này. Cũng nhờ tăng hội giờ giáo hội này mà tăng đoàn này mà đến ngày nay chúng Phật tử chúng con đã được biết về giáo pháp Đức Phật, biết về người, biết về những giáo lý mà sâu cao thâm mà người để lại. Ngày trước tăng nguyện hạ và còn ngày có cái suy nghĩ là vì cái nguyện hạ này là vào mùa mưa côn trùng hay ra nhiều nên đâm ra Phật mới chế ra cái hạ này là bớt chưa tăng sinh tu tập để giảm bớt sự sát sanh dẫm đạp côn trùng. Để có nghĩ thì tùy mỗi quốc gia có thể chúng ta sẽ có một cái hạ khác nhau ạ. Bởi vì cái mục đích là để giảm bớt cái sự sát sanh được giảm đạp côn trùng. Có như Việt Nam thì mùa này là mùa mưa, tháng này là tháng mưa, như tháng 8 đến gì 10 gì đó là mưa. Còn ở quốc gia khác thì nó không không giống như Việt Nam, cũng như tháng khác thì theo con nghĩ thì chúng ta có thể dùng cái ngày nhập hạ là ngày khác. Thì cái tùy vào đất nước vùng miền đó. Bởi vì mục đích là
để giảm bớt, để không phải giảm đạp côn trùng trong ngày mùa mưa nó ra ngoài. Như vậy thì nó sẽ có sẽ linh động và nó đúng với cái ý nghĩa của cái ngày nhập hại hơn ạ. Như trong Việt Nam thì thấy nó ở miền Trung với miền Nam này hai cái tháng nó đã khác nhau rồi, thì liệu mình có chấp quá vào cái ngày nhập hạ đúng là phải ngày đó không ạ? Dạ, con xin hết ạ, con chỉ có nhiêu đó thôi ạ, con không biết nói gì nữa. Dạ. À, sa thủ huynh hành pháp năm đề tài, nhưng mà huynh hành pháp đề cập tới ba Đức Phật chuyển pháp luân, tăng bảo được hình thành và ngày chư tăng nguyện hạ, thì huynh hành pháp nghĩa là xoáy mạnh vào cái ngày chư tăng nguyện hạ, với cái ý nghĩa là do tâm từ, mà trong cái mùa mưa gió đi đi đây đi đó du hành thì sẽ đạp chết côn trùng. Cái đó chỉ là một phần thôi. Mà chư tăng nguyện hạ ở đây là trong luật tạng có ghi rõ, luật tạng có ghi rõ Đức Phật cho phép chư tăng được an cư kiết hạ, chứ không phải là coi như là chư tăng muốn làm gì thì làm, mà có luật định đàng hoàng, tức là được Đức Phật cho phép. Anuccha na mấy phích thập quá sang vút tha năng phích khủng năng át tha rị tùng át tha các các kỹ năng vô phích thập quê bành chắc cấp phí sanh tí. Này các thầy vị thưa, Như Lai cho phép các thầy được an cư nhập hạ, và sau khi an cư nhập hạ thì sẽ được năm quả báo. Một năm có 12 tháng ha, mà khi mà chưa có cái điều luật này thì suốt 12 tháng dầm mưa giải nắng truyền bá giáo pháp, và trong 3 tháng an cư nhập hạ này là thúc liễm thân tâm. Mình không phải đi lo chuyện người ta, mình phải lo cho chính mình, lo cho chính mình sự tu tập. Cho nên Đức Phật cho chư tăng nhập hạ có nguyên nhân, bởi vì có 30 vị tỳ kheo đi về ý kiến Đức Phật y áo ướt hết, sình lầy dính tùm lum, và Đức Phật quán coi thời quá khứ, chư Phật quá khứ chư tăng có khổ như vậy không? Thì trong quá khứ giáo pháp của các vị Phật trước á thì cũng có cho chư tăng an cư kiết hạ, cho nên đời sống của chư tăng nó nhàn hơn, không có cực khổ như vậy. Và Đức Phật đã triệu tập chư tăng ra cái điều luật cho phép an cư nhập hạ. Đó là cái chính, chứ không phải là cái mà đạp dẫm côn trùng chết, cũng là một cái vấn đề thể hiện tâm từ. Thì huynh hành pháp trình bày thấy cũng cũng rõ ha, cũng cũng biết nhiều ha. Rồi quan hỷ rồi, bây giờ mời quý vị ơi xin pháp nguồn ha, dùng cái từ pháp nguồn là cái một cái nickname này thì cũng hiểu biết về giáo pháp dữ lắm chứ không phải không đâu ha. Mời xin pháp nguồn một trong năm cái đề tài này, muốn trình bày đề tài nào tâm đắc nhất, rồi mời xin pháp nguồn. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Thạ Sàng, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, mọi người có nghe nghe được rõ không ạ? Alo alo. Dạ, cảm ơn huynh hành pháp. Dạ, con kính tri ân ngài, bởi vì là hôm nay con đang ở chỗ này, nó cũng mạng nó cũng hơi kém và âm thanh nó cũng không được tốt lắm á. Nhưng mà con xin có một chút ý kiến về vấn đề những cái đề tài ngày hôm nay, thì
còn rất là hoan hỷ và tâm đắc cái bài kinh Chuyển Pháp Luân mà Đức Phật đã thuyết đầu tiên nhất cho năm anh em ngài Kiều Trần Như. Thì đầu tiên thì Đức Phật cũng Bồ Tát cũng đi sai đường bằng con đường khổ hạnh mà suýt nữa thì mất cả tính mạng. Nên khi mà Đức Phật đã giác ngộ rồi, thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, ngài đã thấu suốt hết tất cả những cái điều như vậy và đã biết là những vị anh em Kiều Trần Như này thì vẫn đang tu khổ hạnh mà chưa thoát được ra, nên là ngài đến để mà độ đầu tiên nhất. Và khi đó mà như ngài nói là hình thành tăng bảo, thì khi đó thì con mới thấy được cái ý nghĩa của cái bài kinh Chuyển Pháp Muộn Luân này. Và trong khi đó Đức Phật còn dạy về tứ diệu đế và bát chánh đạo luôn, trong lúc đó thì cũng là một ngày của pháp bảo luôn. Khi mà được hình thành pháp bảo thì con thấy là rất là ý nghĩa. Thì cái câu số 3 này là chuyển pháp luân đó, thì là tất cả được sự hình thành từ đó. Khi mà ngài giác ngộ ra, ngài là bậc chánh đẳng chánh giác và ngài đã giáo hóa cho chúng sanh cùng biết với, đó là mình con thấy là rất là cả chư thiên và nhân loại đều là rất là tri ân và công đức của Đức Phật và rất là to lớn mà không thể nào sánh bì được. Cho nên là con thấy là trong cái cuộc sống này thì mọi người nếu mà biết đến Phật pháp, biết đến Phật giáo nguyên thủy thì sẽ cố gắng và nghiên cứu học hỏi để mà mình hiểu được ra rất là nhiều vấn đề những lời Đức Phật dạy, mà phải nên tin tuyệt đối vào Đức Phật. Đức Phật là bậc giác ngộ, ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài đã xác thực với năm anh em vị Kiều Trần Như là những cái pháp mà ngài đã thấy, đã biết và đã thấu triệt, đã sâu sắc về nó rồi thì là không cần phải một chút gì nghi ngờ nữa. Thì cứ như con đường bát chánh đạo thì sẽ tu tập thì sẽ được con đường giải thoát như ngài. Cho nên con rất là tâm đắc với cái bài kinh Chuyển Pháp Luân này, cho nên là ngay từ đầu con cũng đặt luôn cái đề tài bài Chuyển Pháp Luân này rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa với tất cả chúng sanh, chứ không cứ gì là nhân loại như là chư thiên rồi thì các hàng phi nhân rồi thì các chúng sanh đều tất cả đều nhờ ơn pháp bảo này, mà cũng rất nhiều những người những vị đó cũng đã được giải thoát, cũng đã được tịch diệt niết bàn như Đức Phật. Con xin phép được có đôi lời như vậy. Con xin dâng mic đến ngài và con kính mời bàn tay của đạo tràng lên để thảo luận và bài đề tài ngày hôm nay ạ. Dạ con xin phép được xuống mic, con dâng mic đến ngài ạ. Sa thủ chi pháp nguồn bài kinh Chuyển Pháp Luân, một bài kinh rất là quan trọng. Và bây giờ hỏi chi pháp nguồn nè, khi đề cập đến bài kinh Chuyển Pháp Luân thì chi pháp nguồn hiểu như thế nào khi mà Bồ Tát thành đạo với cây Bồ Đề ha? Rồi từ cái Bồ Đề đi tới vườn Lục Giả Isipatana, thời gian như thế nào mà gọi là từ Bồ Đề Đạo Tràng rằm tháng tư ha, mà đi đến cái vườn, đi đến vườn Lục Giả phải mất tới 2 tháng, phải mất 2 tháng, rằm tháng tư, rằm tháng sáu. Vậy thì thời gian 2 tháng đó bộ xa lắm hay sao, xa lắm hay sao mà phải đi hồi 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 đó đi bộ à, không có dù, không có lộng, không có xe gì nghe. Đức Phật đầu trần chân đất à,
chứ không phải như bây giờ đi ra có dù có lọng có xe hả, là mang giày mang dép rồi chùm mình rồi kín kín mít vậy ha. À chứ hồi thời kỳ đó Đức Phật đầu trần chân đất, mà từ chỗ cây bồ đề mà đi tới vườn lục uyển là 2 tháng, sao mà đi lâu quá vậy? À khi pháp nguồn có biết cái vấn đề đó không? 2 tháng, bởi vì rằm tháng tư thì thành thành đạo thành Phật rồi, bây giờ rằm tháng sáu mới gặp anh em Kiều Trần Như mới thuyết lên cái bài pháp này, thì thời gian bộ xa lắm hay sao mà đi tới 2 tháng? À chứ các nguồn có biết lý do không? Quý vị có biết rằng từ cái cây bồ đề mà đi đến chỗ vườn lục lục uyển này mà phải đi hết 2 tháng trời, không chắc lắm hả? Không chắc lắm. Lý do là sao không chắc? À thôi không chắc rồi, để bên này nói luôn ha. Chỉ đi có 11 ngày mà thôi, đi bộ á, từ cái chỗ mà cái bồ đề mà giác ngộ mà đi đến cái vườn lục giả nó chỉ có 11 ngày thôi. Lý do tại sao 11 ngày? Bởi vì 49 ngày Đức Phật ngồi tại cái bồ đề, trong 49 ngày Đức Phật ngồi tại cái bồ đề trong những cái tư thế khi ngồi, khi khi đứng, khi khi đi, vân vân, tức là trong 49 ngày suy nghĩ về sự chứng đắc của mình, sự vi diệu của pháp bảo, rồi tri ân cái bồ đề, vân vân, thì hết 49 ngày rồi. 49 ngày đó không ăn không uống hả? Và coi như tới ngày thứ 50 á mới bắt đầu đi tế độ cho 5 anh em Kiều Trần Như tại vườn lục giả. Thì như vậy chỉ có 11 ngày thôi, 11 ngày. Và đúng cái ngày rằm tháng 6 Đức Phật thuyết lên cái bài kinh chuyển pháp luân để tế độ cho 5 anh em Kiều Trần Như. Rồi bây giờ Sư Pháp Nguồn có biết lý do nào mà ngài Kiều Trần Như chứng đắc thánh quả đầu tiên không? Alo, lý do tại sao trong 5 người mà ngài Kiều Trần Như là chứng đắc thánh quả đầu tiên? Dạ, theo con thì con được biết là khi mà ngài Kiều Trần Như mà được chứng đắc đầu tiên nhất là, thứ nhất là ngài là thầy trước kia dạy Đức Bồ Tát, thì ngài cũng đã tu tập khổ hạnh rất là nhiều, và ngài cũng vẫn chấp vào cái vấn đề khổ hạnh đó. Thì khi mà Đức Phật mới nhìn thấu được cái sự chấp của vị này á, cho nên là khi mà Đức Phật đến đó thì vị này vẫn còn chấp. Thế và những cái vị kia thì con nghĩ là chỉ nghe theo thôi, nghe theo huynh trưởng thôi. Còn rồi khi mà Đức Phật nói ra về vấn đề trung đạo á, thì ngài khi đó mà ngài mới thấu suốt được, ngài Kiều Trần Như mới thấu suốt được và giác ngộ ra. Thì khi đó bởi vì là ngài Kiều Trần Như thì cũng đã trải qua nhiều nhiều cái sự khổ hạnh rồi tu tập cũng như là Đức Phật rồi, cho nên là ngài mới 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 khi mà Đức Phật nói ra thì là ngài mới giác ngộ được ra ngay cái lúc đó, và ngài đã chứng chứng quả đầu tiên nhất. Có nghĩa là nói là có nghĩa là khi mà ngài ngài Kiều Trần Như này được nghe như vậy là cũng là trước đó là do là
Ngài cũng cũng tu hạnh khổ hạnh rất là nhiều rồi ạ, cùng với Bồ Tát rồi thì cùng với các vị huynh đệ đó, thì tất cả những vị huynh đệ kia thì từ từ cũng cũng chứng đắc theo dần với Ngài từng bước như vậy. Dạ, con trình bày như vậy không biết có đúng hay không ạ, con kính mong Ngài chỉ dạy thêm cho con ạ. Đây chẳng qua thì suy nghĩ thôi ha. Khi nào gặp ngài Kiều Trần Như hỏi là chắc ăn nhất ha. Nhưng mà đối với đạo Phật cái gì cũng có nhân có quả, chứ không phải tự nhiên mà thành công đâu. Trong năm người nhưng mà tại sao ngài Kiều Trần Như chứng đắc quả vị trước? Nhân quả là trong quá khứ có hai anh em coi như cũng một đại điền chủ ha, hai anh em cùng làm ruộng, nhưng mà cái người anh á thấy lúa non á, thấy lúa mà đã ra cái sữa rồi này kia, thì người anh á mới cắt cái phần của mình làm cốm dẹp để mà dâng lên Đức Phật và Chư Tăng. Thì khi mà cắt làm cốm dẹp cốm sữa đó dâng đến Đức Phật và Chư Tăng á, thì phát nguyện mình sẽ là người chứng đắc thánh quả đầu tiên trong giáo pháp của một vị Phật nào đó. Nguyện như vậy, nhưng mà người em là cự, người em cự nói lúa non như thế này thì thất thoát, phải chờ cho tới khi nào mà lúa nó già nó chín mà nó đúng độ rồi thì người em mới làm phước. Và người em làm phước thì cũng nguyện trong giáo pháp của vị Phật nào toàn giác đó, mình là người mà coi như chín mùi đến sau cùng trong giáo pháp. Hai anh em đó là ngài Kiều Trần Như và ông Su Phát Đà, cái người mà coi như khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, người đó đến hỏi Đức Phật ba câu hỏi. Thì trong ba câu hỏi đó là có sa môn ở ngoài đạo của ngài hay không, tức là có những vị thánh nhân ở ngoài cái giáo pháp của ngài có hay không, rồi cái bàn chân có để dấu vết đại trên hư không hay không, và một câu hỏi gì nữa đó quên rồi. Đặt ba câu hỏi. Thì Đức Phật ngài trả lời xong là ông này chứng đắc thánh quả A La Hán, đó là người đệ tử cuối cùng. Còn người đệ tử đầu tiên là Côn Đành Nhã, tức là hai anh em đại điền chủ đã phát nguyện trong quá khứ để rồi bây giờ gặp lại Đức Phật, thì cái quả nó trổ, cái cơ duyên nó chín mùi, cho nên ngài Côn Đành Nhã nghe là chứng đắc đầu tiên. Có nhân có quả, chứ không phải là tự nhiên mà có. Sa thủ sa thủ si phong nguồn cũng nhớ chứ hả, nhưng mà nhớ chưa chưa có chuẩn lắm. Cái lễ Đại Đức Tuệ Đức rồi, bây giờ thỉnh Đại Đức Tuệ Đức nè, trong năm cái vấn đề này Đại Đức Tuệ Đức có ý kiến thế nào? Một, Bồ Tát giáng trần; hai, Bồ Tát xuất gia; ba, Đức Phật chuyển pháp luân; bốn, Tăng Bảo được hình thành; và năm, ngài Chư Tăng nguyện hạ. Thì trong năm vấn đề này Đại Đức Tuệ Đức coi như tấm đắc, có ý kiến gì về trong một trong năm vấn đề này? Alo, cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức ạ. Đây là một sự thảo luận học hỏi lẫn nhau, đừng có ngại gì hết. Biết sao nói vậy, không sao. Rồi, thỉnh Đại Đức Tự Đức có ý kiến về một trong năm vấn đề này. Hôm nay là ngày rằm tháng sáu, một ngày rất là quan trọng. Rồi, Sít Nhung Phạm cũng chuẩn bị tinh thần nghe. Ngày hôm nay là ngày quan trọng mà sao đạo tràng của chúng ta coi như hôm nay vắng nhiều nhân vật quan trọng.
Rồi thỉnh để đức tuệ đức trước rồi xích nhung phạm sao một trong năm vấn đề. À bây giờ thích trình bày về cái đề tài nào cũng được trong năm cái đề tài này. Alo đại đức ơi, sao rồi im ru à? À đại đức muốn nhường cho xích nhung phạm ha. Rồi mời xích nhung phạm. Alo quý vị nghĩ sao trong năm đề tài này, muốn nói đề tài nào cũng được hết á. Sao em ru vậy? À, Quỳnh, Quỳnh Hành Pháp có ý kiến gì cũng được. Mỗi vị đều có ý kiến để bổ sung cho nhau đi. Cái đề tài hôm nay rất là quan trọng trong sự tu tập của chúng ta. Nếu người ta hỏi rằm tháng 6 là cái ngày gì thì quý vị cũng phải biết đại khái một trong năm điều này. Và bây giờ ngày rằm tháng 6 mà thấy mấy ông sư đi cà lơ phất phơ ha, hoặc là không có một cái chỗ để an cư nhập hạ, rồi cái ngày này không biết là nguyện hạ thế nào nữa thì thôi chết quá rồi. Cho nên quý vị phải hiểu. Phải hiểu rồi theo cái ý của mình để rồi chúng ta học hỏi lẫn nhau, chứ không phải là ô thay mặt đặt tên, ô sao mà ác quá, tuổi đức mới tới cái bắt cóc bỏ dĩa làm một ức bỏ chạy luôn vậy đâu được. Chưa chuẩn bị ha. Rồi sư trung phạm nói chưa có chuẩn bị. Rồi ai đã chuẩn bị rồi thì có ý kiến đi. Cái ai để nói hoài vậy rồi người ta nói ô cái ông già này cứ càm ràm chán quá đi. Rồi xích mấy ta hết bận rộn chưa? Rồi bây giờ Quynh Hạnh Pháp nè, xích Thi Lâm cũng ngồi im ru à. Rồi sắp nguồn Sức Nhung Phạm, rồi sư Đại Đức Quốc Sang sợ kêu bỏ chạy rồi. Rồi Đại Đức Quốc Sang nữa. Bây giờ quý vị cầm mic có ý kiến về năm cái đề tài. Thấy rất là rộng ha. Năm đề tài quý vị muốn nói năm đề tài này thế nào cũng được hết. Ngài Bồ Tát Giáng Trần, Bồ Tát này tên gì? Mà tại sao Giáng Trần để làm cái gì ha? Rồi Ngài Bồ Tát xuất gia, cái ông Bồ Tát này tên gì ha? Rồi sư Pháp Nguồn coi giờ coi nha, mổ của chạy lên người rồi chắc lên cái câu này là nói xin phép ha, không cầm mic á. Rồi để Đức Quốc Giang hôm nay sao sức khỏe em được tốt rồi sao tập thể dục hoài ha? Rồi Đức Phật chuyển Pháp Luân, mà ông Phật này Phật nào, nhiều Phật quá, không biết ông Phật này tên gì. Rồi Tăng Bảo được hình thành, có bao nhiêu người mà hình thành Tăng Bảo. Rồi Ngài Chư Tăng nguyện hạ, hạ là cái gì, tại sao phải nguyện, rồi ai cho phép. Đại khái như vậy đi. Chúng ta nêu lên những câu hỏi để rồi chúng ta đào sâu vào đó, để rồi kiến thức Phật học của chúng ta khi người ta hỏi rằm tháng 6, dạ ngày rằm tháng 6 có những ý nghĩa vậy 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 đó, được không? Rồi mời bàn tay của quý vị, thời gian còn nhiều mà, gặp mấy cái này mà có cô tu nữ trợ duyên hoặc là xích kim á, không mời cũng đưa tay luôn, hoặc là nhiều khi không đưa tay giật mic luôn á. Những người năng nổ hiếu động thì hôm nay chúng ta thay văn mặt, có một mình Quân Hạnh Pháp nè, rồi xích Pháp Nguồn
Quý vị thấy đạo tràng thấy hơi buồn buồn ha. Rồi, để Đức tụi Đức chuẩn bị chưa? Rồi. Rồi, thôi lâu quá không thấy cô tu nữ Như Pháp cầm mic. Ô, sa tu để Đức tụi Đức. Rồi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được chia sẻ một vài cái sự hiểu biết của con về ngày rằm tháng 6. Và ngày rằm tháng 6 thì là ngày ngày Bồ Tát giáng trần và ngày Bồ Tát xuất gia. Thì theo con được biết thì nó không phải là ngày rằm tháng 6. Ngày tháng 6 có ba cái sự kiện, đó là Đức Phật chuyển Pháp Luân, Tăng Bảo được hình thành và ngày Chư Tăng Nguyện Hạ ở chùa Viên Giác của con, hay là lúc mà con còn ở Bù Đức. Thì con Nguyện Hạ vào ngày 16, và bây giờ ở chùa Viên Giác cũng là ngày 16 ạ. Và ngày này là một ngày cách đây hơn 2.500 năm, một ngày cực kỳ quan trọng. Sau khi được Phạm Thiên Sahamvatthi thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như và đã thuyết bài pháp đầu tiên, đó là bài Tham Ma Chắc, hay còn hay được gọi là bài kinh chuyển Pháp Luân. Trong bài kinh này, Đức Phật nói lên hai cái vấn đề rất là quan trọng. Trước khi Đức Phật thành đạo và trước khi Đức Phật chuyển Pháp Luân thì cũng có rất là nhiều vị tu sĩ cũng có nhiều đạo giáo và thậm chí là cũng có nhiều vị đã chứng đắc được các cái tầng thiền, thiền chỉ, chứng đắc được đến phi tưởng, phi phi tưởng. Nhưng mà phi tưởng, phi phi tưởng thì cũng chỉ là trong hiệp thế. Và Đức Phật nêu lên hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là từ bỏ hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh. Đức Phật tu tập con đường trung đạo, đây là hai cái vấn đề rất là quan trọng. Thứ nhất là lợi dưỡng. Lợi dưỡng thì Đức Phật đã cũng đã từng trải qua trong lúc còn tại gia, tức là Thế tử Tất Đạt Đa. Và khổ hạnh thì Đức Phật cũng đã trải qua 6 năm. Và Đức Phật thấy cả hai con đường này đều không đưa đến trí tuệ giải thoát. Chỉ có con đường trung đạo mới đưa đến tuệ giải thoát. Lợi dưỡng thì sẽ làm cho
chúng ta bị chìm đắm ở trong cái dục trần. Còn khổ hạnh thì khổ hạnh ép sát thì làm cho chúng ta mệt mỏi, trí tuệ không có phát sanh. Sau 6 năm tu hành khổ hạnh, Đức Phật đã quyết định thay đổi. Đó là hành theo con đường trung đạo. Và cũng kể từ lúc này, Tăng Bảo được hình thành trước khi bài kinh Triệu Pháp Luân được Đức Phật thuyết thì chỉ có Nhị Bảo, Phật Bảo và Pháp Bảo. Kể từ khi Đức Phật thuyết bài kinh Diệu Pháp Luân và tế độ cho năm anh em Thủy Trần Như thì lúc này Tăng Bảo mới được hình thành. Và từ đây thì giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ mới được hoằng dương. Còn cái nghề mà chư tăng nguyện hạ thì Đức Phật cho phép. Vào thời Đức Phật tại thế thì đường xá nó không có được như bây giờ, không có trải nhựa như bây giờ, chỉ là những con đường đất. Mà vào những cái mùa mưa này, thứ nhất là chư tăng đi khất thực rất là khó khăn, thứ hai là khi mà đi trên những cái con đường đất sình lầy như vậy thì làm cho các cái bộ y nó bị lấm lem bùn đất. Cho nên Đức Phật cho phép trong 3 tháng mùa mưa chư tăng được chọn một cái nơi để mà an cư kiết hạ, không có đi hoằng pháp. Và chư tăng có thể lựa chọn một ngôi chùa Arame hay là một tịnh tịnh xá Vihara hay là một lưu cốc để an cư trong 3 tháng mùa mưa. Trong 3 tháng mùa mưa này thì chư tăng không có đi hoằng pháp, trừ những cái trường hợp đặc biệt, và cũng không có thường xuyên đi khất thực mà chỉ tập trung tu học. Với một vị theo pháp học thì trong thời gian này cố gắng học để bổ sung cái kiến thức Phật pháp. Nếu một vị theo cái pháp hành thì chuyên tâm tu tập trên một cái đề mục. Với cái mục đích cuối cùng là chứng đạt các cái tầng thiền hay là đạo quả. Theo con, cái kiến thức mà con được biết là như vậy. Con có chỗ nào còn thiếu sót, con có chỗ nào chưa đúng, con kính mong Ngài và đạo tràng hoan hỷ chỉnh sửa giúp cho con. Dạ con xin hết ạ. Con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ.
Sa thủ Đại Đức Tự Đức. Quý vị thấy sự trình bày của Đại Đức Tự Đức rộng về những cái đề tài này. Và quý vị có ý kiến thế nào, bổ sung thêm đi, để cho chúng ta thấy những cái điều này nó có ý nghĩa đối với ngày rằm tháng sáu. Quý vị mạnh dạn cầm micro để rồi chúng ta học hỏi lẫn nhau những cái đúng và những cái sai, để chúng ta có sự suy tư, cũng giống như khổ hạnh và lợi dưỡng trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Chúng ta phải nhận thức đúng và sai và biết cái những cái cực đoan đó không đem lại lợi ích, mà chỉ có Bát Chánh Đạo, tức là thánh đạo tám ngành, mà đầu tiên là chánh kiến. Chúng ta thấy đúng thì khi đó chúng ta mới thực hành đúng, mới làm đúng, mới suy nghĩ đúng. Vậy thì quý vị còn ý kiến gì trong năm vấn đề này? Bây giờ chúng tôi gợi ý ha. Ngày Bồ Tát Giáng Trần, ngày rằm tháng sáu. Bồ Tát Giáng Trần tức là từ ở cung trời, mà cõi trời dục giới của chúng ta, chứ không phải cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Cõi trời dục giới này có một cái chư thiên hội tụ trên cõi trời Đâu Xuất Tusita. Thì tại cõi trời Đâu Xuất này, vị Bồ Tát tên là Santosita Giáng Trần. Vị Bồ Tát này được chư thiên cung thỉnh, và các vị chư thiên cung thỉnh đó thì có ngài vua trời Đế Thích. Đức vua trời Đế Thích đã thỉnh Đức Bồ Tát Santosita Giáng Trần, bởi vì cái thời gian đã đến và Đức Bồ Tát Santosita quán coi cái thời kỳ đã tới chưa, rồi cha là ai, mẹ là ai, tuổi thọ của chúng sanh như thế nào, tức là xét quán về năm vấn đề để rồi mới mới chấp nhận giáng sinh vào người mẹ, tức là Hoàng hậu Ma Già, rồi cha là vua Tịnh Phạn. Đó là vấn đề nhân duyên, vấn đề nhân duyên mà đúng lúc đúng thời. Thì nhớ rằng Đức Bồ Tát tên là Santosita từ cung trời Đao Lợi xuống thành Ca Tỳ La Vệ, nhập vào bào thai của Hoàng hậu Ma Gia ngày rằm tháng sáu ha. Rồi cũng ngày rằm tháng sáu, Đức Bồ Tát tên là Siddhartha. Đức Bồ Tát lúc đó 29 tuổi ha, sống trong cung vàng điện ngọc ha. Rồi nhiều lần xin xuất gia nhưng mà vua cha Tịnh Phạn không cho, muốn rằng Đức Bồ Tát sẽ kế kế thừa vương vị. Rồi Đức Bồ Tát Siddhartha mới xin phép để đi tham quan các cổng thành để coi cái đời sống dân chúng thế nào. Thì vua Tịnh Phạn thấy rằng hợp lý, cho đi như vậy để biết dân tình thế thái, cách sinh hoạt thế nào, rồi sau này trị vì đất nước tốt đẹp hơn, cho đi. Thì Đức Bồ Tát đi ra cổng thành, đi vòng vòng vòng, có chanh á, tức là xe nặc đi theo. Và đầu tiên thì thấy được cái một người bệnh đau quằn quại nằm bên vệ đường, và cái cảnh này thì ở trong hoàng cung không bao giờ thấy. Tức là trong hoàng cung á, khi một cung nữ có một cái vết nhăn hoặc là
trong vườn thượng uyển mà có một cái lá vàng rơi xuống là phải nhặt ngay, cái vết nhăn kia phải xóa liền hoặc là phải đuổi đi lập tức. Tức là hồi nào cũng thấy một cái mùa xuân, hồi nào cũng thấy lạc quan vui vẻ, chứ không thấy được những cái trường hợp mà bệnh mà quằn quại mà la hết, mà ôm bụng coi như là cùi lỡ lói như vậy thì thấy ghê quá. Mà hoàng cung này làm gì có cảnh đó. Nhưng mà cái người bệnh này á, không phải là bệnh thiệt, mà do chư thiên hóa ra để thức tỉnh, để nhắc nhở cho Đức Bồ Tát Siddhartha thấy rằng có thân thì phải có bệnh. Và thế là Đức Bồ Tát đã buồn quá, bỏ, không có đi tham quan, không có đi chơi nữa. Rồi về cứ suy nghĩ tại sao bệnh, rồi hỏi sao nào, tại sao người kia ôm la lỡ nói sao ghê quá vậy. Thì Sa Nặc trả lời một cái câu nghe cũng ớn lạnh: có thân phải chịu khổ ngài ơi, một ngày nào đó rửa ngài cũng phải mang bệnh như người ta. Ngài nói vậy sợ quá, đi về hết cười hết giỡn hết vui, về buồn hiu. Đó là một cái sự suy nghĩ đập vào đầu óc của thái tử. Rồi buồn buồn rầu mấy tháng, rồi cũng đi chơi cho khuây khỏa lần thứ hai. Mà lần thứ hai thì quý vị thấy rằng cũng đang vui vẻ, rồi thấy một ông già lúm cúm mắt mờ tai điếc, chống cây gậy run rẩy bước đi từng bước, mà coi như chống cây gậy vậy mà còn thấy muốn muốn ngã luôn, lưng thì còm xuống. Ở trong hoàng cung làm sao có cái hình tượng đó, đâu có thấy sự lão hóa trong hoàng cung đâu. Chị này hỏi cái gì vậy, thì Sa Nặc nói: con người khi còn trẻ thì sung sức, nhưng mà khi về già rồi thì coi như lão hóa, nó đưa đến cái vấn đề coi như già nua tật bệnh. Rồi một ngày nào đó ngài đi qua cái tuổi thanh xuân, ngài cũng phải chống gậy lưng còm tai mờ, mắt mờ tai điếc. Nghe ơn lạnh quá, rồi buồn hiu đi về. Về cũng suy nghĩ, một người bệnh, một người già, mà mình cũng phải đi qua cái thời kỳ đó hay sao. Buồn suy nghĩ. Và cái hình tượng của ông già đó cũng là một vị chư thiên, một vị thiên sứ nhắc nhở cho Đức Bồ Tát. Rồi trằn trọc, rồi cũng mấy tháng trôi qua, rồi đi du ngoạn cho nó khuây khỏa, chứ nằm mà suy nghĩ chán quá, buồn quá. Rồi lần thứ ba, quý vị biết Ấn Độ thời kỳ đó thì người ta hỏa táng hoặc là thủy táng, thì bây giờ có một cái xác chết nằm bên vệ đường, quả quả kênh kênh nó rỉa, và thế là mất hứng, không còn vui nữa. Sao mà thấy cái xác chết mà nằm mà coi như quả quả kênh kênh nó mổ nó rỉa như vậy thì thấy cái đời người thấy chán quá. Mà đó cũng là hình thức mà chư thiên hiện xuống để thức tỉnh cho Đức Bồ Tát. Và khi thấy như vậy thì hỏi Chanh á: sao nó ghê quá vậy, nó gì mà ghê, ngày trước sau thì ngày cũng phải chết, mà ngày chết thì cũng giống như vậy thôi. Ngài nói như vậy thì buồn thêm, còn gì mà vui nữa, thôi đi về. Bệnh lão tử là ba cái hiện tượng nhắc nhở thức tỉnh, làm cho Đức Bồ Tát có những buồn rầu sầu khổ. Nhưng mà nằm đó không thể quay qua được,
À, lần thứ tư cũng đi ra cổng thành để đi coi xem dân tình làm ăn buôn bán làm sao nhé. Chứ ở trong hoàng cung ru rú thì cũng buồn lắm. Lần thứ tư đang vui vẻ vậy, thấy có một cái ông đầu trần chân đất, mặc cái khoác một cái y phấn tảo mà nghe là cũ rách, nghe là sờn vậy. Mà sao cái mặt nó tươi tắn, mà sao cái thần thái nó ung dung tự tại quá. À, ngạc nhiên, đầu thì không đội nón, chân này đi chân trần mà thấy ung dung tự tại, thanh thoát quá. Ngạc nhiên mới tới hỏi: vì cớ chi ăn bận khác thường? Thầy rằng: tôi xã du phương, tu mong thoát khỏi con đường tử sanh. Và nghe cái câu này, hai cái câu sau nghe khoái quá. Đức Bồ Tát thấy rồi, sự thật nó nằm đây rồi, bệnh lão tử đó là ba hiện tượng đưa chúng ta trong cái vòng sinh tử luân hồi lẫn quẩn, không có lối thoát. Nhưng mà cái ông này tu mong thoát khỏi con đường tử sanh, sống chết, nhờ có cái tu này mà tránh được, như vậy là có lối thoát, mừng quá. Rồi thay vì ba lần trước buồn hiu đi về thì lần này vui mừng hớn hở. Khi mà vừa bước chân vào hoàng cung thì tỳ nữ nó báo đã sinh ra thái tử, và chờ thái tử về và hỏi đặt tên cho con là gì. Thì bây giờ đương mừng mà hỏi đặt tên cho con gì thì có những trời ơi trói buộc mình muốn tìm đường ra đi mà đứa con này là một trở ngại, cho nên trà phu la là sự trói buộc. Tỳ nữ nghe rõ vậy vậy báo lại. Thì ở trong gia đình á, trong hoàng cung nghe rằng cha đặt tên con là Ra Hú Lá thì cũng phải là chấp nhận ràng buộc trói buộc thôi. Nhưng mà bốn vị chư thiên kia đã thức tỉnh và đúng lúc đúng thời, mặc dù mới có đứa con đầu lòng là hoàng tử Ra Hú Lá, nhưng mà vô nhìn mặt cái quái. Trong khi đương yến tiệc lên đình để mừng thái tử mà, thì bây giờ vô nhìn mặt cái quái, rồi quay lưng ra tìm con đường giải thoát, giống như cái vị tu sĩ kia đã nói: tu mong thoát khỏi con đường tử sanh. Và cùng với kiền các, cùng với sa nặc, bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự, viễn ly thế tình, pháp đan pháp trắng phong minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Vậy mà đi tìm cái sự giải thoát phải bị 6 năm lầm lạc. 6 năm lầm lạc, từ 29 tuổi tới năm 35 tuổi, khi mà ngục ngã vì cái cực đoan khổ hạnh gục ngã, thì Đức Vua Trời Để Thích Xuống thức tỉnh bằng một cây đàn có 3 dây. Nhưng mà cái dây căng quá thì đứt, dây trùng quá thì không phát âm thanh, và cái dây trung bình không trùng không căng thì cái âm thanh du dương trầm bổng. Và nghe cái tiếng đàn, Đức Bồ Tát hiểu con đường trung đạo không có qua hai cái cực đoan kia là lợi dưỡng và khổ hạnh, thì mình sẽ đạt được mục đích. Và Ngài thực hành trung đạo, để rồi dưới cội cây Bồ Đề Ngài chứng đắc Phật quả, và bài kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên. Nhớ lại những cái người cùng tu với mình trong cái cực đoan khổ hạnh, và Đức Phật muốn nhắc nhở cho họ hãy từ bỏ cái cực đoan kia, hãy từ bỏ khổ hạnh để được an lạc như chính mình. Và Ngài Côn Đành Nhã là người liễu ngộ được, là người thức tỉnh trước tiên,
là người chứng đắc thánh quả đầu tiên trong giáo pháp này. Và thế là khi mà ngài Kiều Trần Như trở thành một vị thánh tăng thì Tăng Bảo được hình thành. Và Tăng Bảo được hình thành thì có những cái vấn đề khổ cực của chư tăng, cho nên Đức Phật mới ban hành để cho chư tăng được an cư nhập hạ, đời sống nó dễ thoải mái hơn, nhàn hạ hơn, và có thời gian để chư tăng thúc liễm thân tâm. Chứ 9 tháng mà đi hành đạo, đi suốt 12 tháng thì thấy nó cực khổ quá. Thôi 3 tháng an cư ngồi lại một chỗ để kiểm điểm lại, để ôn lại, để phục hồi công lực. Thì như vậy chúng tôi đã đem khái, đã gợi ý để cho quý vị đi vào cái đề tài ngày hôm nay. Rồi ai thắc mắc gì không? Xin mời bàn tay của quý vị. Sa thủ đệ đức tuệ đức nè, sư pháp nguồn nè, rồi huynh hạnh pháp nè, có những cái sự chia sẻ rất là ý nghĩa đối với năm cái đề tài này. Rồi bây giờ mời quý vị, thời gian còn nhiều, mời Sít Nhung Phạm đi. Chúng tôi gợi ý rồi, thì bây giờ Sít Nhung Phạm nghĩ sao về ý nghĩa ngày rằm tháng sau? Mời Sít Nhung Phạm ạ. Ủa im ru vậy kìa, em ru vậy nè. Rồi đưa tay nhá, cậu không thấy bàn tay. Đưa tay, đưa dài, đưa tay. Chúng tôi xin nhường micro. Cái nick này lên giật mic không, không được đâu. Đưa tay chúng tôi xin nhường. Còn nếu mà không đưa tay được thì chúng tôi xuống rồi xích mới lên ha. Rồi xin mời nè. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Xí Đức, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin chia sẻ về ý nghĩa ngày rằm tháng 6 ạ. Thực ra là con thì lại từ bên Bắc Tông sang, thì con cũng chưa biết, con bây giờ mới biết về ý nghĩa của ngày rằm tháng 6 ạ. Thì con sau khi nghe Đại Đức Tuệ Đức chia sẻ về ý nghĩa của ngày rằm tháng 6 thì con cũng thấy có một gọi là cũng có xúc động ở trong, là nhờ con cũng biết cách nói như thế nào ạ. Con xin phép xuống mic ạ. Thích Nhung Phạm
bao nhiêu cái sự suy nghĩ đại đức tuệ đức đã nói hết rồi, cho nên sư Nhung Phạm nói rồi, bây giờ đại đức tuệ đức đã đại diện nói hết rồi, bây giờ không còn ý để mình nói nữa. Alo, sư Pháp Nguồn Lào Cai sao không nghe hả? Quý vị có nghe không? 123, 123, quý vị có nghe không? Nghe rõ ràng vậy mình thấy mấy số không. Rồi, như vậy là cầm micro nói được như vậy là nghe được rồi. Tức là Đại Đức Tuệ Đức đã nói lên hết ý của sư Nhung Phạm rồi. Cho nên thôi lên đây báo cáo với bà con, Đại Đức Tuệ Đức đã nói giùm tôi rồi, là phải nhìn xuống cũng được và có ý kiến. Rồi, quan hỷ quan hỷ. Ngài công nhận hôm nay Đại Đức Tuệ Đức đã gom hết sao vô ý của sư Nhung Phạm để rồi xúc sư Nhung Phạm lên là cái tán thán Đại Đức Tuệ Đức và nói rằng mình suy nghĩ thế nào Đại Đức Tuệ Đức đã nói dùm rồi, hay thiệt. Rồi bây giờ mời sư Pháp Nguồn Lào Cai nè, bây giờ rảnh rồi nè, rồi mời sư Pháp Nguồn. Thằng Đại đâu rồi? Sư Pháp Nguồn ơi, dạ vâng, con xin được sám hối ạ, bởi vì là hôm nay con cũng không con có một chút việc nên con cũng không chú ý nghe lắm, cho nên là khi ngài gọi con không biết ngài gọi cái gì. Dạ con xin phép được sám hối ạ. Dạ con xin thêm bàn tay của đạo tràng về thảo luận về bài hôm nay đi ạ. Dạ vâng, con xin mời mời một vị khác đi. Huynh Hành Pháp ơi, ngài cứu đi, lát muội lên sau nhá, dâng mic lên Huynh Hành Pháp nhá. Dạ chắc hôm nay là ngày gì bận đây thế nào mà Huynh Hành Pháp chắc cũng không ở trước máy rồi thưa bạch sư. Dạ bởi vì là hôm qua thì con cũng có một chút việc bận ấy, thì hôm qua con nhờ cô Hồng Nhung là hôm nay tụng kinh giúp con, nhưng mà cô Hồng Nhung cũng lại bận khóa thiền, cho nên là con vào sớm con tụng kinh rồi con lại bị lu bu một chút việc ấy ạ. Dạ, và con xin được sám hối. Dạ bây giờ con dâng mic đến ngài để mà ngài chia sẻ thêm cho chúng con về đề tài hôm nay ạ. Dạ con xin dâng mic đến ngài. Dạ xin mời bàn tay của người kế tiếp nhé, con xin được xuống mic mời bàn tay ạ. Dạ alo alo, bây giờ Huynh Hành Pháp đi ra Zoom đi rồi lại vào lại thì sẽ cầm mic được ạ. Dạ vâng ạ. Huynh đi ra đi rồi Huynh lại vào lại nhá. Còn có hơn 10 phút nữa thôi là hết giờ, xin mời Huynh Hành Pháp ạ.
Dạ alo, mọi người có nghe con rõ không ạ? À dạ rồi rồi, dạ cảm ơn Pháp Môn Lào Cai và dạ ngài trí đức, dạ chỗ biết xin chịu ạ. Dạ nếu nói 5 ngày đó thì con thấy ngày nào cũng quan trọng hết. Dạ nhưng giờ con xin chia sẻ chút xíu cái suy nghĩ của mình về cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Tại sao cái bài kinh kinh này mà cái đầu tiên này nhắc đến là cái khổ á, mà không phải là con đường diệt khổ hay nguyên nhân của khổ, hay vì chúng sinh thì ngài chỉ ra cái khổ để chúng sinh thấy cái khổ đó, nhận thức được thì mới có cái ý chí sức mạnh mà để phải nhận phải đi tu xuất gia được. Chỉ cũng chính bản thân ngài khi là Bồ Tát thì nhìn thấy các yếu tố sinh lão bệnh tử và thấy sự khổ nó ngắn, mà muốn giải thoát nó nên là từ đó mà mới ngộ ra cách, ngộ ra được lý nhân duyên. Lúc không cầm mít thì có thể nghĩ ra, đến lúc thì lại các ý của mình lại đi mất tiêu hết rồi. Đó đúng là cái dở của con. Cái sinh lão già ngài mới thấy được cái lý do vì sao mà con người có sinh có lão có già có bệnh chết, tức là cả đều do cái hành nghiệp, cái nghiệp qua quá khứ mình làm tạo tác. Từ cái là vì sao mà lại đâu là có cái có hành nghiệp cái tạo tác thì ngài đã truy xuất đến do cái chất tác thủ. Và tùy sao có cái chấp thủ, cái dục thủ, kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. Vì chấp thủ, vì sao lại có ngày ái, có dục ái hữu và phi, từ cái phần ái này. Và dục ái hữu ái phi hữu ái này nó tượng trưng cho cái tham, cái sân, cái si ạ. Chính là ba cái hàng tâm độc này là con nguồn của rễ này đó. Nó khiến chúng ta bị khổ đau và gần chết. Cũng từ cái trí tuệ mà chưa xuất ngày xưa xuất dần đến ngày gì đâu có ái gì do có thọ gì, từ thọ rồi nó có xúc gì đâu, có xúc có nhập rồi danh sách rồi thực hành. 12 trong kinh 12 nhân duyên thì ngài đã dần xuôi ngược lại, cũng và ngài đã giác ngộ được cũng chính nhờ cái nhận thức là cái sự khổ mà ngài trong cuộc sống đời thường từ lúc nhỏ đến lúc lớn trưởng thành rồi nó thôi thúc ngài thì thành từ từ cái thành đạo đó mong truyền cái giáo pháp ra cho để mọi người cũng giống như mình, và chính vì vậy ngài cũng chỉ ra cái khổ đầu tiên để chúng sinh thấy được từ cái khổ đó, phải nhận thức được cái khổ, thấy được cái khổ mới có ý chí, mới có sự quyết tâm tu tập được. Nên con xin hết, thầy con trả mít lại cho đạo tràng.
Sa thủ sa thủ huynh hành pháp đã nói lên cái ý nghĩa cốt lõi của đạo Phật, có nghĩa là khổ mới tu được chứ còn sung sướng không thể tu được. Mà khổ đây không phải là cực đoan nha, mà khổ ở đây có nghĩa là nhàm chán mới ly tham. Điển hình 6 năm khổ hạnh, khổ quá đi. Nghe khổ hạnh đến cái độ mà ăn hụt mè để mà sống qua ngày ha. Đối với chúng ta sống qua ngày chờ qua đời, nhưng mà đối với Đức Bồ Tát sống qua ngày để tu tập. Và khi mà nó xỉu là chống cái tay mà trên cái đầu gối để mà đứng lên là ngã quỵ. Nghĩa là nó khổ tới cái độ cái chỗ mà chán quá trời, nó kiệt sức rồi. Chính trong cái khổ đó, cái nguyên nhân và do Đức Vua Trời giải thích thức tỉnh mà thấy là cái khổ, rồi mới tìm ra cái nguyên nhân của cái khổ là cái gì. Cái dây nó căng quá đứt, nguyên nhân của cái dây đàn nó đứt á là mình coi như khổ. Phải tìm cái nguyên nhân của cái khổ đó thì thấy con đường trung đạo, tức là cái dây mà không trùng, cái dây mà nó trung bình đó, tức là giữa hai cực đoan khổ và sướng thì không khổ không sướng, chính là con đường trung đạo. Rồi cũng trong cái trường hợp này, tỳ khưu ni Bacchatara, con chồng mất, con mất, cha mẹ mất, em mất, nghĩa là thời gian coi như là chỉ có một ngày một đêm thôi hả, và coi như những người thân yêu đã bỏ mình ra đi, thì coi như bao nhiêu phiền muộn khổ đau nó dồn dập, và cô ta không biết mình là ai, cho nên điên cuồng, cho nên điên cuồng như vậy. Và người ta gọi đó là bà điên. Nhưng mà điên chính trong cái khổ của cái cơn điên đó, không có điên chút nào. Điên mà tại sao biết đường để đi thẳng vô chùa Kỳ Viên khi mà Đức Phật đang thuyết pháp. Và khi trong cái từ trường của Đức Phật bước chân vô đó, thì cảm thấy tàm quý nổi lên, hổ thẹn. Mình trần truồng không giống ai hết, mặc dù thời kỳ đó là có đạo rõ thể, nhưng mà mình không phải đi vô cái chùa của đạo rõ thể, mà đây vô một cái hội chúng thanh tịnh, có Đức Phật đang thuyết pháp. Và thế là trong cái khổ là có cái duyên, tức là cái cơ duyên chín mùi bước chân vô đó, và được một người cư sĩ quăng cho một cái tấm choàng, cô ta choàng vào người quỳ xuống và xin Đức Phật cứu đời con khổ quá. Nhưng mà khi Đức Phật thuyết lên những cái bài pháp nói về ba cái thường tướng vô thường, khổ não và vô ngã, thì cô ta chứng đắc Tu Đà Hoàn, rồi xuất gia tỳ khưu ni, không bao lâu chứng đắc thánh quả A La Hán. Nghĩa là phải thấy cái khổ mới tu được. Rồi trường hợp thứ hai, Kisa Gotami, ta mong trong gia đình nghèo khổ, mong có được ông chồng, mong có được một đứa con. Rồi khi có ông chồng mới là coi như đại gia, rồi khi có một đứa con trai coi như kháu khỉnh, cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà đùng cái đứa nhỏ bỏ cha bỏ mẹ ra đi, cô ta không thể ngờ được đứa nhỏ này là cái cầu nối để từ một gia đình nghèo khổ mình bước chân vào một cái gia đình đại gia vọng tộc. Mà đứa nhỏ này nó chết đi thì mình đâu còn quyền hành gì trong nhà này nữa. Và tin đó không phải là sự thật, ôm cái xác chết đi chỗ này chỗ kia nhờ người ta cứu. Thấy cái tình trạng hoảng loạn tinh thần như vậy, người ta chỉ tới chùa Kỳ Viên có Đức Phật cứu, có thể cải tử hoàn sanh,
mừng quá, ôm cái xác chết, xin Đức Phật cứu. Nhưng mà Đức Phật nói được, Như Lai sẽ cứu con của nhà ngươi sống với điều kiện đi xin cho Như Lai một nhúm hột cải, cái hột cải đó sẽ cứu sống con người, với điều kiện cái nhà đó không có ai chết hết đó. Hay là trong gia đình đó không có người chết thì hột cải mới linh nghiệm. Ôm cái xác chết đi từ sáng đến chiều, hột cải nhà nào cũng có. Nhưng mà hỏi trong nhà này có ai chết không? Ồ, người ta kể người chết còn nhiều hơn người sống nữa. Thôi trả hột cải. Từ sáng đến chiều, khi mà trả hột cải rồi mới suy nghĩ ra, cái chết là một quy luật, có sanh phải có tử chứ. Thì khi mà hiểu được như vậy, tâm tư nó nhẹ nhàng. Chết là một cái trường hợp bắt buộc phải có, không thể nào mà có như tránh khỏi. Nghĩa là trẻ cũng chết, già cũng chết, mà sồn sồn cũng chết, trước sau cũng chết. Vậy thì bây giờ mình ôm xác chết này làm gì nữa? Thôi thấy vô rừng và về với Đức Phật, cái tâm nó diệu đãi. Đức Phật chỉ khích lệ sắp tấn và cô ta chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, xin vào ni chúng để tu tập, và không bao lâu chứng đắc thánh quả A La Hán. Thì như vậy chúng ta thấy rằng có khổ mới tìm ra nguyên nhân của khổ, khổ đế tập đế. Mà tìm ra cái nguyên nhân của sự khổ thì phải, muốn đạt được sự an vui của diệt đế thì phải thực hành đạo đế theo huynh hành pháp. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng ha. Chắc là chúng ta phải thấy khổ trong giáo pháp này. Người nào thấy khổ thì người đó tu tập được, còn người nào mà không có khổ gì hết, sung sướng quá thì họ không bao giờ bước chân vô chùa đâu. Họ đó hưởng thụ, họ theo cực đoan mà coi như sung sướng làm đầu. Và cũng có người theo cái cực đoan là chết là hết, thì bây giờ cũng phải hưởng thụ. Nhưng mà hai cực đoan đó không đem lại kết quả. Và cái kết quả của Đạo Phật là khi chúng ta thấy khổ thì chúng ta mới nhàm chán, mới ly tham, mới tu tập được. Xà thủ huỳnh hành pháp có một cái sự suy nghĩ rất là sâu sắc về bài kinh chuyển pháp luôn. Quan hỷ quan hỷ rồi, chứ nhung phạm xa thú, xa thú mà cứ lấy tư tưởng của đại đức tự đức để mà nói rồi, đại đức tự đức để nói lên hết ý kiến của mình phải có ý kiến riêng nữa chứ. Không lẽ để Đức hiểu ý của Xích Nhung Phạm mà sao mà nói trúng ý quá, làm Xích Nhung Phạm nó đâu hết ý rồi. Để Đức nói dùm rồi, sướng thiệt ha. Rồi còn 4 phút nữa bà con ơi, ai có ý kiến gì nữa không? Alo alo, ai có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến hôm nay nghỉ sớm một bữa ha. Còn có 3 phút nữa thôi. Còn 3 phút hả? Hôm nay nghỉ sớm một chút ha. Hôm nay là giờ của ngày Pháp Thanh, nhưng mà sức khỏe không ổn. Rồi có báo cho chúng tôi biết, thì chúng tôi thấy rằng cái ngày rằm tháng 6 một ngày cũng quan trọng. Chúng ta biết được cái ý nghĩa của ngày này và chúng ta đi vào cái bậc kinh chuyển pháp luân, để thấy rằng cốt lõi cả một cuộc đời tu tập, 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, khi mà được Đức Phật đi văn ca ra coi như thọ ký, thì cái bài kinh chuyển pháp luân này được Đức Phật Gotama thuyết lên đầu tiên. Mà thuyết lên đầu tiên bài kinh này đối với đối tượng là 5 anh em Kiều Trần Như, trong đó nói lên hai cực đoan, nói lên khổ tập diệt đạo của tứ diệu đế. Và khi mà trình bày xong
thì chư thiên các cõi trời tung hô vang dội, bởi vì từ trước đến giờ chưa có ai thuyết một cái bài kinh mà coi như đi vào lòng người, nói lên thực tính pháp, chỉ nói về hiệp thế tục đế mà thôi. Thì khi mà Đức Phật thuyết bài kinh này, và người chứng đắc đầu tiên đó là Ngài Kiều Trần Như. Mà sự chứng đắc này là do cái hạnh nguyện, do cái nhân, để rồi cái quả nó trổ, chứ không phải rằng coi như trên trời rớt xuống hả. Quý vị còn nhớ câu chuyện mà Đức Phật thuyết pháp, năm người nghe pháp mà chỉ có một người là thành công, bốn người kia ngồi chơi sư nước, rung cây ha, rồi nhìn lên trời ha, cào cào dưới đất ha, rồi ngủ gà ngủ gật, không phải là dễ đâu. Đức Phật chỉ chú trọng đến một người đó thôi, mặc dù bốn người kia cũng ngồi đó nhưng mà không hưởng hương vị của giáo pháp. Hoặc là cái nàng Magandhija đẹp, sau này làm hoàng hậu của đức vua Udena, hai ông bà nghĩ rằng Đức Phật có đủ tư cách để làm chồng của cô ta, bởi vì thấy những cái tướng tốt của Đức Phật. Bao nhiêu vương tôn công tử cầu hôn, cô ta chê. Rồi bây giờ hai ông bà thấy, ồ, Đức Phật ngồi đó, thấy cái tướng quý nhân hiện lên, cho nên nó, ông ngồi đó, ông chờ nghe, tôi dẫn con gái tới, tôi cho ông luôn, gả cho ông luôn. Rồi khi mà dẫn người con tới thì Đức Phật nói về cái thân này nó chứa 32 thể trược, giống như một cái bao da đựng những cái đồ hôi thối mũ máu. Nhưng mà khi nói lên bất tịnh như vậy thì cha và mẹ của Magandhija chứng đắc thánh quả, còn cái cô nàng kia là gây quan trái của Đức Phật, hận thù. Đẹp như thế này khi dễ coi thường, cho nên hận Đức Phật. Thế là khi mà làm được hoàng hậu của đức vua Udena, Đức Phật đi khất thực thì cho cô hồn các đảng giang hồ nó chặn đường, chửi chửi như tát nước, những cái lời thô tục, chửi xấu xả mà làm ngài Ananda nghe nhột quá, thỉnh Đức Phật đi chỗ khác. Ở đây nó chửi kiểu này chịu sao nổi, Đức Phật nói rồi đi chỗ khác, rồi nó cũng chửi nữa làm sao, đi chỗ khác nữa không được, lửa cháy ở đâu dập ở đó thôi, cứ kham nhẫn đi. Rồi ngày thứ hai cũng bị chửi, ngày thứ ba cũng bị chửi, tới ngày thứ bảy cũng bị chửi luôn. Như vậy thì 7 ngày chửi riết mỏi miệng, trong cái sự im lặng đó đã cảm hóa. Và thế là mở miệng thôi chứ, tiền bạc thì thuê cũng có giới hạn, chứ đâu có thuê hoài đâu. Cho nên cái nguyên nhân diễn phát sinh lên thì nó cũng diệt ngay đó. Hôm nay thì ý nghĩa của ngày rằm tháng 6 rất là tuyệt vời, nhưng mà người thảo luận ít quá. Chỉ có quên định pháp nguồn, để đức tuệ đức vô làm xuân tụ nè, rồi xích nhung phạm, chỉ có được mấy người uống. Cái ngày hôm nay ngày có ý nghĩa nè, đáng lẽ phải có sự thảo luận nhiều để chúng ta học hỏi, nhưng mà thôi được như vậy cũng tốt rồi. Thôi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chúc quý vị luôn luôn được an vui. Rồi, xin phép quý vị chúng ta đóng room ha. Cũng lỗ.